Bây giờ đang ở trong nhà thờ để làm lễ rửa tội cho Chloe này. Cả gia đình đang ở trong nhà thờ. Cha Hân tới làm lễ này. Thảo này, đi Chloe như công chúa này, ông bà này, đi ra này, cứ cứ Comment? Voilà. Et Ici, j'appuie. c'est comme maintenant. Ça y est, c'est bon. Ça y est, ça tourne. Pour la vie que tu
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ils se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et je te prie, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Sainte Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons pas à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils Jésus, le Christ. Nous prions tout particulièrement. Coucou Vincent. Et là, je lui ai donné trois tableaux de Caravage, de l'artiste italien Caravage. Il y a trois tableaux de Caravage, magnifique. Magnifique, là, dans cette île. Le chat, en autre langue, prononce pareil comme le lapin. Bưởi da xanh. Bưởi da xanh, bánh chưng, bánh tét, bánh mì, không có thiếu cái gì hết. Đó. Có cả thợ gọt bưởi luôn. Thợ gọt bưởi này là miễn phí. Et c'est souvent ça. Désolé. Happy birthday to you. Happy birthday to you. T'as déjà mangé un vrai forêt noir? Oui. Này cho cứ cắt. Đấy, bánh nóng hổi Lu làm đây. Bánh này là nhân cá hồi. Xinh ha. Cú tê hạt me. Tạc thứ hai, tạc này là epina với lại phô mát. Lu vừa mua được một ít hoa này, để chút xíu về để làm trang trí bàn, trang trí bàn ăn. Xong rồi bây giờ thì đang đi mua bánh, đang đi mua bánh ở đây. Quá trời bánh ngon luôn, nhìn là muốn ăn rồi.
Đấy, chút xíu Lu về, Lu còn nấu ăn trưa, ăn tối rồi cho ngày mai nữa. Trời ơi, nấu ăn mấy ngày luôn xỉu luôn. Đấy, anh chàng, mấy anh chàng dễ thương này. Trang trí bát tầm một tí này. Đấy, lễ rửa tội Chloe. God bless, sinh ha. Thế cu tê, thế dô ly. Thế dô ly. Ở đây, happy birthday này. Là, c'est encore plus beau. Ah oui, c'est fait, c'est bon, merci. Tu vois, ça te procure. On va commander ces petits 12,86€ sur Amazon. Ouais. Parce que toi, tu ne fais pas les frais de toi. Ouais. Donc, profitez. Il est dedans. Đấy, cạc Chloe này. Cạc này dễ thương này. Cái cạc này em gái của bà ngoại tặng này. Hai đứa con gái, một đứa con trai này. Dễ thương ha. Đấy. Đây cạc của ông bà này. Đấy, chút xíu nữa sẽ trang trí bàn tiệc và trưng hoa khác nữa. Hoa này hoa mimosa mới mua trưng cho đẹp thôi, còn hoa bàn tiệc là hoa khác nữa nha. Ông thì lên chơi mà lo làm việc không. Santé. Il y a la future baptisée. Oui, à la future baptisée. Bonjour, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì 23 Tết rồi mọi người. Ở bên Pháp thì cũng không có sôi động như bên Việt Nam đâu, nhưng mà cũng có không khí Tết. Tức là hội người Việt mình thì cũng tổ chức là chợ Tết nè. Rồi bạn bè thì rủ nhau tụ tập lại để cùng trang trí Tết, cùng ăn Tết chung với nhau á. Thì gia đình Lu thì sẽ ăn Tết cùng với bạn bè ngày mùng 2 Tết. Còn bây giờ thì Lu sẽ nấu một số món để ăn Tết trước á. Tại vì cuối tuần này, hôm nay 23, mai 24, 25 Tết. 25 Tết là ngày lễ rửa tội của Chloe và ngày lễ sinh nhật của Chloe, nên là có ông bà nội rồi anh chị em tới. Lu sẽ nấu vài món gọi là mời mọi người ăn Tết Việt Nam trước. Tại vì mọi người xa này tới thì trúng dịp gần Tết thì mình mời luôn, tại vì tới Tết thì người ta về mất rồi ha. Đấy, thì Lu có đặt bánh chưng, bánh tét, bánh cam, bánh bò. Rồi Lu đặt cái gì nữa ta? Bánh sinh nhật, bánh bát tầm, bánh đấy. Lu mời cha xứ nữa. Đấy, ăn Tết chung. Và hôm nay thì Lu đang luộc trứng gà. Lu luộc chục cái trứng gà. Rồi Lu làm thịt kho tàu mọi người. Đấy, hôm nay thì Lu sẽ làm món thịt kho tàu. Làm sao cho mọi người xem nhỉ? Đây, hôm nay Lu mua được thịt. Lu không có mua thịt ba rọi. Tại vì Tây á, người ta không có ăn thịt ba rọi, mà người ta ăn cái thịt nạc không. Nên là Lu mua cái loại thịt đùi này mọi người. Lu mua cái loại thịt đùi nó như thế này này, nó to đùng luôn. Đấy, nạc không đó. Thì Lu sẽ nấu thịt kho tàu bằng thế này để Tây người ta ăn á. Hôm nay thì Lu nấu vậy. Ngày mai và Lu sẽ trang trí nhà cửa. Ngày mai á, thì Lu sẽ nấu món món gì ta? Ngày mai Lu sẽ nấu món thịt bò rim. Lu sẽ nấu món thịt bò rim giống như ngày xưa ở quê mà mẹ Lu nấu Tết đó. Thì thịt bò rim thì Lu nấu có mật mía nữa, cho nó giống quê á mọi người. Thì Lu
nấu món Việt và món Tây kèm để mọi người cùng ăn chút chút cho có không khí. Cái tay áo luôn nó tuột. Mọi người nhìn cái miếng thịt này. Đấy, nhìn cái miếng thịt đã ha. Nó sale mọi người. Nó sale luôn, mua tất cả thịt ở đây chắc 2 kg quá. Chắc 2 kg mà nó sale còn 10 euro là luôn nghĩ chắc rẻ hơn bên Việt Nam quá. 10 euro là 270.000 là gần 270.000 thôi. Là 2 kg lô thịt đùi này. To ha. Rẻ. So với Việt Nam nó chắc rẻ hơn. Tại vì bên này Tây nó cũng ít ăn á. Nên là người ta làm, người ta bán cũng rẻ đó mọi người. Thớt này nó nghiêng nghiêng bực ghê. Sao mà nó dai thế nhỉ? Chắc không phải luôn đặt cái chỗ nó cồng cành á, nó sắt không có được ấy. Luôn phải thay đổi nhỉ. Để ra đây. Nó bằng cái thớt luôn để nó cồng cành á. Nhưng mà nó không có được dễ sắt lắm. Rồi. Giờ ok rồi này. Lâu rồi mọi người, mấy năm rồi ta. Lu qua Pháp 11 năm rồi. Là 9 cái Tết Lu chưa có về. 9 này là 10 cái Tết ta. 10 cái Tết Lu chưa về. Qua Pháp, từ lúc qua Pháp tới giờ là Lu về Tết có một lần thôi. Toàn về hè không ạ. Mà bây giờ về Tết khó lắm mọi người. Muốn về Tết lắm mà khó lắm. Tại vì con á, từ nhỏ nó đi học. Mọi người ơi, cái cục xương này này, không phải làm sao ta. Cái cục xương này Lu để Lu nấu canh hay là Lu cho vô nồi Lu kho luôn để Lu gặm ta. Mọi người, cái cục xương này này, giờ mà để nấu canh thì chả biết nấu canh gì nhờ. Nên là chắc là Lu sẽ cho vào nồi xong rồi Lu kho luôn. Lu kho luôn xong rồi mổ khi mà ăn thì Lu sẽ gặm. Lu sẽ gặm. Nó sẽ hợp lý hơn. Hai miếng to đùng luôn. Nấu vậy chứ không biết ăn hết không ạ này. Mọi người. Wow. Nhiều quá nha. Ôi giời, ăn không hết thì lại tính tiếp ha. Bây giờ cái bếp nó kêu là luộc thịt trứng xong rồi. Chắc tôi luộc thêm. Chưa thấy nó sôi sùng sục. Đấy, luộc thêm vài phút nữa. Luộc thêm vài phút nữa lấy trứng ra. Chiều hôm nay là thứ sáu thì ông bà nội lên thì chủ nhật thì mới lễ bác tầm rửa tội của Chloe mọi người. Nhưng mà bây giờ tối nay Lu cũng phải chuẩn bị đồ ăn, chắc là nấu đồ Tây. Ông bà lên một tuần cũng mệt, phải lo nấu nướng. Thì nhà ăn thì đơn giản. Cái da nó dai mà Lu không có muốn bỏ. Lu không có muốn bỏ cái da Lu để kho tới khi ăn thì ăn, không ăn thì bỏ sau để cho nó đỡ bị khô. Đó.
chút xíu nữa Lu sẽ trần qua nước sôi xong rồi Lu kho, rồi sau đó Lu sẽ cho mọi người xem kết quả nha. Xem Lu kho có thành công không. Hy vọng là ok. Yêu chưa bánh sinh nhật Chloe quà A Tòng. Ừ quà, chờ chờ tí để con mở nha. Hôm nay là Happy birthday to you Chloe. Happy birthday to you Chloe. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Allez. Souffle. Souffle Chloe. Wow. Thịt kho trứng mọi người to đùng luôn. Trời ơi, không biết Lu nhà Lu có ăn hết được không nữa. Xuất sắc luôn. Phải nói là xuất sắc nha. Xuất sắc luôn. Siêu ngon luôn mọi người à. Nồi thịt kho trứng Tết về tới ngõ rồi. Tết về tới nhà rồi. Siêu ngon luôn. Là một cây bánh tạc. Bánh tạc làm bằng cà rốt với lại phô mát chef là con gì nhỉ, con cừu. Đấy, Lu làm cho ba mẹ chồng Lu ăn, làm đồ Tây cho chồng ăn ha, siêu ngon luôn. Quý Lu nấu một nồi cà ri gà này, chắc là ngon, chấm bánh mì xuất sắc luôn ha.